Tính đến ngày 20 tháng 11 năm 2023, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 131 giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực, trong đó có 23 giấy phép các bộ ngành trung ương cấp, 108 giấy phép Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên cấp. Nhìn chung, các đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại như việc thuê đất chậm tiến độ, khai thác chế biến khoáng sản gây ô nhiễm khói bụi, nước thải, chất thải rắn ảnh hưởng tới môi trường qua thanh tra kiểm tra đã phát hiện, nhắc nhở, hướng dẫn, yêu cầu các đơn vị khắc phục các tồn tại và xử lý hành chính vi phạm 35 đơn vị với tổng số tiền phạt và truy thu gần 9,4 tỷ đồng. Bản cam kết có một số nội dung đáng chú ý như khai thác khoáng sản theo đúng tọa độ, diện tích, sử dụng đất đúng mục đích, đúng mốc giới, sử dụng công nghệ, lắp đặt các thiết bị theo quy định, vật liệu thân thiện với môi trường, chấp hành nghiêm việc khai thác khoáng sản theo thiết kế mỏ đã được thẩm định, phê duyệt. Ngoài ra còn một số nội dung bổ sung đối với hoạt động khai thác cát sỏi, hoạt động khai thác khoáng sản có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Trên cơ sở thống nhất cao, đại diện các ngành chuyên môn, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, đại diện 20 doanh nghiệp đã ký cam kết về trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản và việc chấp hành quy định trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.